Ok, xin chào mừng tất cả các bác quay trở về kênh YouTube của em Huyền Audio trong video ngày hôm nay nhá. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên em cũng giới thiệu rất nhiều về cái dòng sản phẩm của Vang Số X5 rồi. Và cũng chưa có cái thời gian để lên để làm một cái video test nhạc cũng như là dạy chỉ hướng dẫn cho các bác là cái cách chuyển các cái chế độ mà khi chúng ta không có điều khiển các bác nhá. Đó, thì ngày hôm nay thì với một cái video chất lượng như thế này thì các bác mong các bác là hãy theo dõi kênh của bên em và theo dõi đến cuối nhá. Và ngày hôm nay thì em cũng làm một cái video gửi cho anh Lê Thanh Trương, đúng không? Anh Lê Tấn Trương ạ. Anh Lê Tấn Trương này. Đấy, Vang Số X5. Đó. Thì anh ở tỉnh Long Giang các bác nhá. Huyện Đức Hòa, tỉnh Long Giang. Đó, thì anh cũng chuyển khoản và cũng đặt cọc cho bên cửa hàng bên em để đặt học, đặt mua con chiếc vàng số này, đúng không? Kinh thật. Đấy, nhưng mà nói thật sự các bác là dù sao đi nữa thì em cũng rất cảm ơn tất cả anh em trong thời gian vừa qua thì cũng đã tin tưởng cái cửa hàng bên em. Thì với số lượng hàng vàng X5 bên cửa hàng bên em về được có khoảng tầm 50 con. 50 con mã của nó là SC X5 các bác nhá. Đó thì rất là đẹp. Và với dòng sản phẩm bãi ngày hôm nay thì điều đầu tiên thì em muốn giới thiệu với toàn thể các bác, và bây giờ em sẽ thử test nhạc cái đã, đúng không ạ? Rồi mình hãng chỉnh sau thì xem nó có ok không. Các bác đặt cái đồng tiền để các bác mua xem nó có xứng đáng để các bác bỏ cái đồng tiền ra để các bác mua hay không các bác nhá. Xem cái tiếng con này nó như thế nào, và sau nữa thì em sẽ chỉnh cho toàn thể các bác là nghe và cái tiếng echo cũng như cái tiếng reverb. Và sau khi bên cả bên em cũng đã căn chỉnh sẵn để lên bán cho anh em, cho nên là anh em mà chơi cái dòng sản phẩm này thì các bác hoàn toàn yên tâm. Các bác đi qua Hoan Hỉ ấn chân xin một lời like nhá. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì anh em nhớ ấn đăng ký kênh, ủng hộ kênh của bên em, và đồng thời bật chuông thông báo để cập nhật tất cả các video của cả bên em nhá. Bây giờ em sẽ thử cái tiếng alo alo xem nào. Nghe tiếng nó có phê không? Đến 6 7 1 2 4 5 5 hết. Nghe tiếng rất hay. Quá hay luôn anh em nhá. Em đang quét tí nhá, chờ em tí. Tiếng hát bay trên hạc phố bâng quần, chiều đông đưa những bước chân mỏi mòn, chợt nghe mùa thu bay trên trời không. Còn ai giữa mênh mông đàn bì, nỗi đau buồn đắm trên tuổi thơ. Phố vẫn hoang vu tự đục em đi, rồi chẳng vừa gió biết ai hô hẹn. Bàn tay nào đưa trăm lần vui và tiếc nhắn chim non thì thầm cho ngày tháng im phiền em quên. Đó thì vừa rồi thì các bác cũng đã thưởng thức về cái chất lượng của dòng sản phẩm của Vang Số X5 và tiếng cực kỳ là hay. Và bây giờ thì em sẽ hướng dẫn cho toàn thể các bác là muốn chuyển chế độ bằng tay thì các bác phải làm như thế nào, đúng không ạ? Thì đây, hiện tại là cái chế độ này là cái chế độ echo cộng reverb các bác nhá. Thì điều đầu tiên các bác muốn chỉnh, đúng không ạ? Các bác muốn chỉnh được con vang này thì các bác muốn chuyển chế độ nhá. Thì các bác ấn recan cho em này, ấn recan này thì nó sẽ hiện ra chế độ 1-1 echo cộng reverb. Thì khi bên cửa hàng bên em cũng đã chỉnh sẵn cho anh em rồi, đúng không ạ? Đó, thì các bác ấn up cho em này thì nó sẽ chớp vào cái hình này này. Đấy, các bác xoay gần trôn này sang chế độ echo này. Và các bác muốn new cái chương trình này thì các bác ấn recan này. Đấy, nó hỏi chúng ta là có muốn new hay không thì các bác ấn down hộ em cái. Thế là chuyển sang chế độ rất dễ thôi. Đây, chế độ echo đây nhá. Để em sẽ bật cái chế độ echo cho toàn thể các bác nghe này. Lên 6 7 1 2 4 5 9 10 hết lên. Đấy, thì là tất cả các chế độ mà bên cả bên em chỉnh cho anh em là 6 chế độ cơ. Đấy, cho nên là các bác chơi thì không bao giờ các bác phải lo. Đấy, các bác lại tiếp tục này, muốn chuyển không thích nghe chế độ echo là ấn recan này. Đấy, hiện ra chữ echo này, các bác ấn up hộ em cái này, lẩy ra cái số này này, xoay control này. Đấy, sang cái tiếng reverb nhá. Các bác ấn recan tiếp phát nữa này. Rồi, hỏi chúng ta muốn new hay không, ấn down.
thế là sang chế độ revert thôi, rất là dễ thôi. Đây chế độ revert, các bác nghe tiếng xem nhá. Đây nghe tiếng thử tiếng revert này, nghe tiếng rất hay. Rồi phai trên hàng mi, chờ khi mình nhớ về, mong thành mây bay đi, còn gì trên đôi tay, nên thầm hận lỗi vì cho tình ta thêm say. Nghe tiếng toàn nhá. Tiếng hát ru em môi trên môi, lời là gian dối cũng xin qua rồi. Để lỡ một ngày hết sau ngày hết. Đấy, đó là cái chế độ echo cộng revert nhá. Thì với một chiếc vàng này thì em cũng chỉnh cho anh Lê Trương, không Lê Trương ở An Giang. Thì với một cái video chủ đề ngày hôm nay thì bên cả bên em cũng đã set up cho anh đó là 6 chế độ. Anh về anh chỉ việc chơi thôi. Ok các bác nhá. Thì cái giá bán với dòng sản phẩm vang X5 hiện nay thì bên cả bên em đang bán giá là 2.400.000 bao ship tặng kèm điều khiển anh em nhá. Kết thúc video tại đây thì xin chào và hẹn gặp lại anh em.